Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả bà con, chào mừng bà con và tất cả mọi người đã đến với kênh kỹ thuật ghép cây. Đây là cái kênh chính thức của cái vườn sung Mỹ Đức Thiện tại Nghệ An. Hiện nay thì cái vườn sung Mỹ của mình đang cung cấp giống cho tất cả các bà con trên cả nước. Thì trước hết là mình sẽ giới thiệu các bạn về cái cây giống sung Mỹ ngọt đang trồng ở cái vườn của mình. Hiện tại thì cái vườn của mình đang trồng khoảng hơn 1.000 gốc sung Mỹ đang cho trái và đã cho trái. Đấy, hiện tại đây là những cái cây giống khoảng 3 năm tuổi mà mình đang chiết cho bà con. Thì tất cả những cái cây giống mình chiết và cung cấp cho bà con ở đây thì đều được chiết trên những cái cây đã cho quả. Đây là những cái cây mình đã trồng chậu ở đây mọi người nhé. Thì về cái nguồn gốc của cái giống sung này, đó là cái dòng sung ngọt. Cái tên cái sung Mỹ đó là cái tên của các cái bạn ở Việt Nam khi mà đưa những cây sung này về, người ta đặt tên như thế. Còn thực ra cái dòng sung ngọt mình đang trồng đây, nó là cái dòng sung nâu của Thổ Nhĩ Kỳ, tên tiếng Anh của nó là brown turkey. Đấy, tức là khi chín thì quả của nó sẽ màu đỏ thẫm, hơi tím các bạn nhé, màu đỏ thẫm hơi tím đấy. Đó là cái quả của nó và cái trọng lượng của nó trung bình là từ 20 đến 40 gram. Còn để chăm sóc đạt chuẩn thì quả của nó có thể từ 100 cho tới 120 gram các bạn nhé. Đây là cái vườn sung giống của mình này. Hiện tại đây cái vườn này thì mình đang chiết sung để cung cấp cho bà con. Và hiện tại thì ở cái vườn này thì cũng rất nhiều bà con đang đặt giống ở đây. Thì mình đang chờ tới thời điểm để cắt cành cung cấp cho bà con. Như các bạn thấy đấy, do thời tiết hiện nay ở khu vực miền Trung, đặc biệt là khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, mưa rất là nhiều. Đây các bạn này, nhưng mà kiến nó rất là thích ăn những cái quả sung này, tại vì cái quả sung này nó rất là ngọt. Các bạn thấy cái phần đỏ đấy, đó là cái phần mật của nó. Đấy các bạn nhé, cái phần mật sung ở đây thì rất nhiều. Và hiện tại cái vườn sung của mình đang nhận cung cấp số lượng cây giống sung Mỹ lớn cho tất cả bà con, với số lượng có thể lên tới hàng ngàn cây một lúc. Đây là những cái cành chiết này, và các bạn thấy trên những cái cành chiết này thì nó đang mang quả đây. Khác với những cái loại sung khác thì cái cây sung Mỹ này, đặc điểm của nó là mỗi một quả nữa, thế này nó sẽ lên ở trên mỗi một mắt lá thế này nhé. Đấy, tức là sau khi mà thu hoạch xong thì mình có thể bấm cành để cho cái cây sung nó ra quả ở cái lứa cành tiếp theo, hoặc các bạn có thể uốn cành để nó ra bật chồi ở trên những cái mắt ngủ ở đây này và nó sẽ ra lứa quả tiếp theo ở trên những cái cành đấy. Hiện nay trên thị trường Việt Nam thì có rất là nhiều loài sung Mỹ khác nhau, nhưng mà hiện nay chỉ có khoảng 3 cho tới 4 giống là đã thuần khí hậu Việt Nam và nó cho quả quanh năm. Đấy. Thì như cái dòng sung của mình đây là cái dòng sung nâu Thổ Nhĩ Kỳ, nâu đỏ. Đấy, nâu đỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Và quả của nó là ra quanh năm các bạn nhé. Nó phát triển tốt ở khi nhiệt độ từ khoảng tầm 30 cho tới 35 độ là phát triển rất là tốt. Có cường độ ánh sáng tương đối lớn và thích nghi với cái điều kiện mưa ẩm rất là tốt. Hiện tại thì cái vườn mình đang chiết giống rất là nhiều. Bà con có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0377 nhé, 841339, hoặc có thể là liên hệ Facebook Vườn Sung Mỹ. Đấy. Vào trang Facebook Vườn Sung Mỹ nhé, có cái biểu tượng quả sung màu đỏ và quả sung màu vàng. Đó là cái trang Facebook chính thức của cái vườn sung Mỹ ở Nghệ An của mình. Hiện tại thì cái vườn mình đang được trồng ở xóm 4B, xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì với hơn 1.000 cái gốc sung đã ra quả và hiện tại cũng đang cho quả đây. Đây là cái vườn sung số 1 của mình. Đấy. Ngoài cái vườn sung này thì mình đang còn một vườn sung khác nữa. Ở cái vườn này chỉ khoảng 500 cây ở đây thôi mọi người nhé. Đấy, tất cả những cái sung này, cành chiết đang được chiết trên những cái cành đang cho quả mọi người nhé. Đấy, thì mọi người có nhu cầu và bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0377 841 339. Đó là số điện thoại của mình. Cảm ơn tất cả mọi người và bà con nha.